Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 69, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Và bài tập nâng cao, môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra. Trang số 88 nào. Rồi, mình sẽ đến cái bài số 1 này. Thì yêu cầu cái gì? Tô cái màu đỏ vào đám mây, ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Rồi, màu vàng, anh ta chú ý có màu đỏ này và màu vàng này, vào đám mây ghi phép tính kết quả là bé nhất. Vậy thì muốn xác định được đâu là đám mây, kết quả lớn nhất và đâu là bé nhất thì chúng mình làm gì? Hoàn thiện cái này. 90 trừ 34 này, các em có thể đặt phép tính nào chúng ta tính nhẩm nha. Tốt nhất là các em nhẩm 10 trừ đi 4 thì bằng mấy? Bằng 6 này. 9 này, các em trả 1 còn 8, vậy thì 8 trừ đi 3 thì bằng mấy? 5 này. Được chưa? 16 cộng 37 này, 6 cộng 7 13, viết 3 nhớ 1 này. 1 này, nhớ 1 là 2, vậy thì 2 cộng 3 sẽ là 5 này. 63 trừ 9 này, 13 trừ đi 9 thì bằng 4 này. Đấy, 6 này, trả 1 thì còn 5. Được chưa? 9 cộng 46 này, 9 với 6 15 này, viết 5 nhớ 1 này. 4 này, kem nhớ 1 sẽ là 5 này. Được chưa? Rồi. 71 trừ 15 này, 11 trừ 5 thì bằng 6 này. 7 này trả 1 còn 6, vậy thì 6 trừ đi 1 thì bằng mấy? Bằng 5 này. Đấy, như vậy đây sẽ là 56. Chúng ta nhìn xem ở đây lớn nhất là cái nào? 56, 53, 55, 56, 54. Đó, vậy thì những cái đám mây kết quả 56 này, đấy thì chúng mình sẽ tô này, hai cái này. Đúng không? Hai cái này có màu gì? Bằng nhau thì nó sẽ là gì? Lớn nhất. Đúng chưa nào? Rồi chúng ta sẽ lấy màu gì? Màu đỏ. Đây thầy sẽ lấy màu đỏ để tô vào đám mây kết quả lớn nhất. Màu đỏ vào đám mây lớn nhất. Rồi. Màu đỏ tiếp theo vào đám mây lớn nhất. Đấy. Xong chưa? Rồi và yêu cầu màu gì? Màu vàng. Bé nhất như vậy 54, 53, 55. Ai bé hơn? À 53 sẽ là bé này. Chúng ta sẽ tô màu vàng vào đây nhé. Đúng không? Đấy, màu vàng cho đám mây kết quả bé nhất. Vậy là chỉ còn hai cái đám mây này chúng ta không gì? Không tô. Xong. Sang bài 2. Thì yêu cầu là tính. Như vậy thì ở bài này chúng ta cũng có thể gì? Nhẩm được, đúng không nào? Câu A này 47 cộng 44 trừ 6 này, các em đặt ra. Hoặc là chúng ta nhẩm nhé. Nếu bạn nào đã nhẩm tốt rồi thì chúng ta không cần đặt phép tính như thầy. 74 11 viết 1 x 1 này, 4 x 1 là 5. Vậy thì 5 với 4 là mấy? 9. Như vậy các em sẽ được này, dấu cộng trước đúng không nào? 91 này. Giờ chúng ta mới trừ nó cho gì? Cho 6 này. Đấy, các em đặt phép tính ra. Còn không ta nhẩm 11 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 5 này. 9 này, trả 1 tức là 9 trừ 1 thì sẽ còn 8 này. Đấy, khá là dễ dàng đúng không nào? Tương tự này, 62 trừ 45 này. Đấy, em nào mà vững rồi thì chúng ta không cần đặt phép tính, ta nhẩm luôn. 12 trừ 5 bằng 7 này. 5 trừ đi 4 thì bằng mấy? 1. Như vậy đây chỉ còn 10, 17. 17 giờ các em cộng nó với 9 này. Được chưa? 7 với 9 là 10 mấy? 16, viết 6 nhớ 1. 1 đây này, các em nhớ 1 là mấy? 2. Xong chưa? Rồi, đến câu B này. 7 cộng 15 cộng 30. Như vậy các em cộng trước này. 7 với 15 là được bao nhiêu? 22. 22 các em cộng với bao nhiêu? Cộng với 30. Đấy thì nó bằng bao nhiêu? 2 cộng với 0 thì bằng 2.
2 cộng với 3 là 5. Được chưa? Tương tự này, 85 mà trừ 59 này, 15 mà trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 6 này. 8 này trả 1 còn 7, vậy thì 7 trừ đi 5 thì bằng 2. Giờ 26 các em lại trừ tiếp cho mấy? Cho 6. 26 mà trừ 6 thì sẽ còn 2, 20. Được chưa? Rồi, sang bài số 3. Trong ngày sinh nhật mẹ, Nam hỏi: mẹ ơi, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Mẹ trả lời: con tính đi, năm nay con 7 tuổi. Đấy. Còn năm mẹ sinh ra con thì mẹ 28 tuổi. Vậy thì hãy cùng Nam tính. Tức là gì? Năm nay này, Nam là 7 tuổi. Nam 7 tuổi. Vậy thì cái năm mà mẹ sinh ra Nam á, mẹ sinh ra Nam á, là mấy? Lúc đó mẹ 28 tuổi. Vậy thì muốn tính tuổi của Nam năm nay, chúng ta chỉ việc cái gì đây? Tức là lúc mà năm mẹ sinh ra Nam này thì mẹ 28 tuổi này, là lúc này Nam mới chỉ có mấy? Được gọi là 1 tuổi, đúng không? Đấy. Vậy thì 1 tuổi chúng ta cộng thêm gì? Thêm cái số tuổi của Nam này thì sẽ ra số tuổi của mẹ trong năm gì? Năm nay. Hiểu chưa? Đó. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào đâu để chúng ta có phép tính? 28 là tuổi của mẹ cộng với tuổi của Nam năm nay. Để cho các em lấy 28 cộng 7. Cũng có thể có thầy cô sẽ lấy 7 cộng 28 cũng được nhá. Chờ, nhưng mà phép tính đây là gì? Sẽ là cộng. Rồi. Như vậy mình đã xác định được phép tính thì giờ chúng ta sẽ trả lời này. Trả lời là gì? Năm nay mẹ bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ trả lời năm nay, hay là tuổi của mẹ bạn Nam năm nay là, cũng được nha. Năm nay này, tuổi của mẹ bạn Nam là, hay là số tuổi của mẹ bạn Nam là cũng được, được chưa? Năm nay tuổi mẹ bạn Nam, mẹ này bạn Nam cũng được, hay là Nam cũng được nhá. Tuổi mẹ bạn Nam đi cho nó dễ nhỉ, cho nó rõ, sẽ là, các em lấy bao nhiêu? 28 cộng với 7 này, được chưa? 8 cộng với 7 là 15 này, viết 5 nhớ 1 này, 2 này, các em nhớ 1 sẽ là mấy? 3. Như vậy là 30 mấy? 35 tuổi. Rồi, và mình ghi đáp số. Như vậy thì năm nay mẹ của bạn Nam này là 35 tuổi các em nhé. Rồi chưa? Sang bài số 4 nào. Người ta hỏi điền cái số nào? 48 cộng với 35 này. Đấy, bằng bao nhiêu? Chúng ta có thể đặt phép tính hoặc nhẩm nha. Tốt nhất là các em nên tập nhẩm. 8 cộng với 5 là 13, viết 3 nhớ 1. 4 này, các em nhớ 1 là 5, vậy thì 5 cộng với 3 là 8. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 83 trừ 29 này. 13 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 4 này. 8 này trả 1 còn 7, vậy thì 7 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 5 này. Giờ 56 cộng 4 này. 4 cộng với 6 thì bằng mấy? Bằng 10 này. Viết 0 nhớ 1 này. 5 này, chúng ta nhớ 1 sẽ là 6 này. Được chưa? Rồi, bài tiếp theo, bài số 5. Điền cái số nào? Như vậy ở đây các em thấy người ta đã làm này, theo mẫu này, 3 cái số này này, ở 3 cái đỉnh này, cộng vào sẽ bằng cái số ở giữa. Đấy, 3 số này cộng vào sẽ bằng số giữa. Vậy thì cái số còn lại đây chúng ta muốn tìm ra số bao nhiêu thì mình chỉ cần lấy gì? 46 này cộng 24 này cộng với 7 này. Đấy, các em cộng như thầy. Nhẩm đi nhá. 6 với 4 bằng 10, với 0 nhớ 1. 4 này nhớ 1 là 5, vậy thì 5 cộng 2 là 7. 70 giờ chúng ta cộng tiếp với 7 này. Đấy. Vậy thì 70 cộng với 7 là 70, thêm 7 đơn vị là
77. Dễ không? Quá dễ dàng đúng không nào? Đấy. Rồi chưa? Đến đây chúng ta cũng đã hoàn thành được cái tip số 2. Đừng quên là chia sẻ kênh và video này đến cho các bạn nhé.